Một chiếc xe 7 chỗ máy dầu nhập khẩu các bác đang tìm mua. Vâng, ngay trước mặt các bác đang là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu nhập khẩu. Con này nhập khẩu Hàn Quốc các bác nhá. Đăng kiểm dài, xe thì zin cả xe luôn, đảm bảo cho các bác không lỗi lầm. Một chiếc xe máy dầu động cơ 2.0, các bác đi đường ấy ạ, tính ra thì mất có 1.000 trên 1 km thôi. Rất rẻ. Các bác đi 100 cây cũng chỉ hết 100.000 thôi. Mà riêng tiền taxi các bác đi 100 cây các bác cũng phải mất 1.2 triệu. Thế em hỏi thật các bác chứ có nên mua những chiếc xe này không? Vâng, đây là một dòng xe thực sự là đến các bác nên đáng nên mua. Vâng, một chiếc xe bản full kịch luôn, giá chỉ nhô 400 thôi. Santa Fe, Hyundai Santa Fe bản MLX, sản xuất năm 2009. Xe rất là đẹp luôn. Đấy, bao cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng, tai nạn ngập nước. Vâng, xe rất là đẹp, biển Hải Phòng 15A28610. Một chiếc Hyundai Santa Fe bản MLX kính còn zin nguyên. Đây các bác nhìn này, 2009 kính còn zin nguyên. Nhập khẩu nguyên chiếc đến từ thủ đô Hà Nội nhé các bác nhá. Vâng, nói đùa các bác chứ thủ đô Seoul của Hàn Quốc ấy ạ. Vâng, cái dòng này thì rất là lành. Đấy, máy gầm thì ok luôn. Em sẽ mở kính điện ra để cho nó sáng xung quanh trong chiếc xe này, cho các bác đánh giá xe thì nó tốt hơn. Đấy, tất cả các chức năng xịn sò. Đây các bác nhìn này, ghế da zin nhá. Đây là ghế da zin. Lên là nó có những cái nút cái nốt mà nó bị gãy vỡ này. Cái này là theo năm tháng rồi, nhưng đây là đồ zin các bác ạ. Đồ zin, sờ rất là mềm. Ghế da cao cấp, sờ rất là mềm luôn. Có chỉnh điện đầy đủ. Đấy, chỉnh điện đầy đủ này. Đấy, ngửa lưng ngửa ghế đầy đủ luôn. Bơm lưng luôn này, có bơm lưng nhá. Đấy, xe rất là đẹp. Đấy, vô lăng của xe thì là da, sờ rất là mềm, bám chắc chắn. Đấy, túi khí an toàn, logo Hyundai. Còi thì phải nói là to, 5 bánh 11 vạn nữa các bác nhé. Đấy, đây là một dòng xe rất là bền lành, tiết kiệm. Đấy, máy dầu thì đại chất rồi, sơn xi đồng sơn của xe thì ok luôn. Nói thật là các bác về các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm gì, không phải xì tút xì tát gì nữa rồi. Đấy, bản cửa nóc đàng hoàng. Đấy, em có cửa nóc này, em mở luôn cửa nóc ra để cho nó sáng bên trong xe. Dòng này là một chiếc xe gầm cao máy thoáng. Đây, mở cửa sổ trời ra cho các bác luôn. Các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, mở cửa sổ trời ra là rộng rãi vô cùng luôn, thoáng đãng luôn. Một dòng xe Hàn Quốc. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, từ cái thiết kế này, mặt catalang hốc gió tản nhiệt của xe sáng láng sạch sẽ. Biển Hải Phòng 15A28610. Và các bác nhìn ạ. Vâng, biển thì không có gãy vỡ, sắc nét, rõ ràng. Đấy, bao cam kết cho bác là không có đâm đụng nhá. Hệ thống đèn bi cầu projector này, góc mở rất là đẹp luôn, sáng láng, đèn halogen. Đấy, và xi nhan ngoài. Cản dưới thì các bác nhìn có cả các cái nút cảm biến, cảm biến trước xe. Yên tâm khi các bác đi vào những cái chỗ mà chật hẹp. Hệ thống đèn gầm của xe thì là nhỏ thôi, nhưng sử dụng đèn 35W, công suất vừa phải. Đấy, khả năng chiếu sáng gầm tốt. Đấy, cản dưới này, các bác nhìn cản dưới này, đều đặn này, chắc chắn này, không lỗi lầm nhá. Sơn xi đồng cản đẹp lắm rồi. Vâng, lốp dép căng. Đấy, cản dưới hai bên. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, nắp capo cân đối xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng tai nạn. Rất là đẹp, đều. Lốp Michelin nhá các bác nhá. Cái dòng này thì nó sử dụng vành la răng 18 inch, la răng 6 chấu 18 inch, phanh đĩa trên cả 4 bánh luôn. Và đây là một lốp Michelin 235-60 các bác. Riêng con này thì là 5 bánh 10 vạn, nên xem lốp của nó thì như thế nào. Đấy, lốp vẫn dày như mới luôn. Lốp dày như mới là. Đấy, cua lốp này, các bác nhìn nào, cua lốp này đều đẹp luôn. Cua lốp đều đẹp. Đấy, chắc chắn. Lốp bên này này, lốp Michelin nữa này. Đấy, toàn bộ đều là lốp rất dày. Đấy, cua lốp sạch sẽ. Các bác nhìn này. Đấy, cua lốp sạch sẽ luôn. Bản full nhá các bác nhá. Đây là một chiếc xe bản full, nội ngoại thất tươi. Đấy, màn hình đa chức năng, điều hòa auto. Em sẽ tắt cái này đi. Đấy, điều hòa auto điều chỉnh hai vùng riêng biệt này. Đấy, auto luôn. Và trên này thì là đầu CD 6 đĩa. Màn hình nguyên bản của xe, chưa hề có chỉnh sửa gì cả.
Phần táp lô đây sạch sẽ vô cùng luôn. Túi khí an toàn cho cả người lái người ngồi. Phần đằng này thì các bác nhìn ạ. Đấy, tay nắm cần số này vẫn còn rất là đẹp sáng bóng nhá. Đây này người ta đi ít nên là nó vẫn còn tươi. Phần cản dưới đây, đây các bác. Vâng. Và con này thì có cả chức năng sấy mông, cổng USB, iPhone và AUX. Hộp đồ rất nhiều. Rất nhiều luôn. Đấy. Giấy tờ đây các bác này, hôm qua mới lấy về xong. Ái chà, đấy các bác ạ. Là chủ còn cho lọc lên tận 200.000. Đấy. Hộ khẩu giấy tờ đầy đủ luôn. Chìa khóa là hai cái nhá. Hai bộ chìa khóa điện lẫn cả chìa khóa cơ hai bộ đầy đủ. Đấy. Xe mới kính quang, giấy tờ đầy đủ luôn. Phanh chân của dòng xe cao cấp này. Đấy. Rồi khóa mở này. Rồi đèn gầm, đèn xương này. Phím tích hợp này. Đấy. Con này gạt mưa, gạt kính thì gạt khá là tơi và êm. Gương chiếu hậu chống chói các bác nhá. Có sấy, có chống chói. Đấy, dòng xe cao cấp bệ tì tay xịn sò. Để được rất nhiều hộc đồ luôn. Đấy, tiện lợi này. Phần ốp gỗ của xe thì cũng nhìn rất là luột là luôn. Ốp phần gỗ. Và đặc biệt là trên hai cái cửa này nó có cái rèm kéo. Đấy. Che nắng cho các bác luôn. Đấy, rất là tiện. Đấy, chủ người ta chê thêm cái này vào. Keo chỉ thì zin nữa các bác nhá. Keo chỉ zin này. Keo chỉ zin cánh luôn. Đấy các bác nhìn nhá, zin luôn đấy. Vâng. Keo chỉ còn zin. À và đây các bác nhìn này. Cái này này. Tem nhãn đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem nhãn 2009 này. Xe thì được sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy. Các bác nào mà nghe tiếng xe quen, các bác chỉ cần nghe đấy là các bác biết là tôn vỏ nó mỏng như nào rồi. Đấy, keo chỉ này. Nội thất ghế này, sở rất là mềm luôn. Đấy. Đây là một dòng xe đa dụng. Vâng, một dòng SUV gầm cao máy thoáng. Đấy, mở này. 7 chỗ ngồi các bác nhá. Khi mà hàng dưới người ta đặt xuống thì nó để được rất nhiều. Còn khi mà lật lên thì sao? Đấy, cái hàng thứ ba đấy ạ. Rất rộng rãi rồi. Còn cản sau đó, à đằng sau này. Các bác nhìn nhá, các cái đinh hàn của nó còn nguyên này. Tai đèn này. Đấy. Còn đằng sau này có xì tút xì tát rồi. Cái này bình thường thôi các bác. Vâng. Theo năm tháng là ok, không vấn đề gì. Cản sau này có xì tút. À, chắc bác cái lùi vào đâu đấy thôi. Cái này bình thường nhé các bác nhá. Keo chỉ cabo này, keo chỉ cửa sau này. Đấy, keo chỉ cửa sau đều luôn. Đấy. Xe rất là cứng cáp. Một chiếc xe bản MLX bản full. Đây các bác nhỉ, hệ thống đèn nhá. Đều là đèn bóng tóc thôi. À, bầu đèn này trong căng vắt luôn này. Đấy, bầu đèn căng vắt luôn. Đèn sáng này. Sạch sẽ. Vâng, đằng sau thì có cả cảm biến lùi đằng sau. Và con này thì có bô kép nha các bác nhá. Bô đôi luôn. Hai bên luôn. Đấy. Đấy, hệ thống cảm biến đằng sau này. Rồi hậu này. Đấy. Cản hậu đây. Sơn xi xì tốt ok hết rồi. Lốp bên này thì nó sử dụng lốp Primacy. Cũng của Michelin. Đấy. Lốp lắp cũng dày. Khỏe. Và con này thì sử dụng lốp 20 này. Đấy, tuần thứ 2 20. Đấy, rãnh lốp này, các bác nhìn này, lốp như mới luôn nhá. Mới tinh luôn. Cua lốp đẹp này. Không có bục bọt gì cả. Và gầm bệ con này thì khỏi phải chê. Bốn quả lốp dày khự luôn. Giờ các bác về các bác chỉ có việc đi thôi, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Cái gầm này. Hệ thống gầm của xe gầm cao máy thoáng nhá. Con này thì gầm của nó là 300. Các bác mà đi những cái địa hình ấy, là ok luôn. Keo chỉ đây. Keo chỉ đều. Kính điện các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Duy chỉ có mỗi chỗ là ghế nó theo năm tháng. Hơn 10 năm rồi. Nên là ghế của nó sẽ hơi kém một chút. Nhưng mà đấy, đồ đẹp nó thế đấy. Vâng. Chê mỗi ghế thôi. Đấy, tôn vỏ mỏng te thế cơ mà. Đấy các bác nhỉ. Tappy này. Hàng xịn xò luôn các bác. Và nội thất tươi mới.
Những bác nào mà thích dòng Santa Fe ấy, nói là các bác chứ bây giờ là mua một con xe mới thì đến tỷ ba sáu chục rồi. Thế nhưng mà các bác sở hữu những chiếc xe này thì các bác bỏ ra số tiền chỉ có 1/3 so với xe mới thôi. Xe đi được 10 năm, hơn 10 năm. Chất giữ gì vẫn còn, máy số vẫn còn zin, lại còn máy dầu nữa. Thế thì tội gì không mua. Vâng, mình đã được khoảng 2/3 tiền và cũng là dòng Santa Fe. Nhưng mà dòng này thì form nó sẽ kéo không được nuột như cái dòng về sau. Thế nhưng mà được cái là độ chất của nó thì vẫn có thừa. Đây nổ máy lên nhé. Đây, nổ máy. Vâng. Bây giờ thì em sẽ đi vào khoang máy mở cho các bác xem. À, các bác nhìn này, động cơ máy dầu khô ráo sạch sẽ luôn. Đây, đấy, máy nổ rất là êm nhá. Dòng này máy nổ rất êm. Đấy, máy rất êm. Chợ lái dầu này các bác này. Lái dầu, đấy, máy rất êm. Máy êm và giòn luôn. Cái này hỏi máy có zin hay không thì đảm bảo các bác là bây giờ là người ta chỉ nói cái chuyện là máy có ngon hay không thôi. Chứ còn cái này được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên rồi thì chắc chắn là không tránh khỏi là ấy. Nhưng mà đấy, một chiếc xe đẹp như thế mà các bác chỉ cần nhìn đầu răng này, từ phần đầu này. Đó, các bác nhìn ạ, vâng, đều đẹp luôn, răng đầu, tai đầu, rồi phần keo chỉ này. Đấy, các bác nhìn nhá, keo chỉ đều luôn. Ở bên này, đấy, các bác nhìn này, tem nhãn còn nguyên, các cái phần sơn của nó vẫn còn đẹp, đấy đều. Và con này thì cửa hút tản nhiệt của nó lại nằm ở trên cao. Đấy, máy dầu đại chất luôn, máy rất êm luôn, khô ráo sạch sẽ. Về các bác chỉ có việc đi thôi. Một chiếc Hyundai Santa Fe gầm cao máy khỏe, đấy, nhập khẩu máy dầu 2.0, tiết kiệm tính ra các bác đi có 1.000 một cây thôi. Vâng, giá rẻ vô đối luôn. Đấy, tội gì mà không mua. Xe rất là đẹp, đấy, máy nổ giòn êm, xe cứng cáp. Và bên em thì có rất nhiều xe, các bác tha hồ lựa chọn luôn ạ. Vâng, rất nhiều các mẫu xe đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. À, bên em này, xe rất là nhiều luôn nhá. Và các bác nào mà thích thì các bác cứ điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869 158 926. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi và quan tâm em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, xe đẹp thì giá nó sẽ phải căng thôi. Và đây một chiếc xe giá chỉ hơn 400 triệu các bác sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Rẻ hơn thị trường khá là nhiều luôn. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm mua cho mình được chiếc xe yêu thương. Rồi, con này em sẽ lùi ra ngoài kia đã. Vâng. Ngồi dòng này đi thì sướng rồi. Vâng, xe không có lỗi lầm nha các bác nhá. Máy nổ quay kêu, bốn bánh quay tít thô lò luôn. Lái rất là nhẹ nhàng. Đấy. Chợ lái dầu tốt, nhẹ nhàng luôn, êm ái luôn. Và đi cái dòng máy dầu này thì nó rất là lành các bác. Chi phí bảo dưỡng sửa chữa cũng rất là rẻ. Thế nên là người ta hay đi tìm cái dòng máy dầu là ở cái chỗ đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi và đến với kênh của em Vũ Duy Ô Tô. Đấy, em sẽ kéo kính hết lên. Cái dòng này em nói các bác chứ kéo kính lên rồi thì thực sự là còn không nghe thấy tiếng máy nữa cơ. Êm, rất êm luôn, êm ru luôn. Vâng. Đấy, xịn sò con mò. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng này. Đấy, vâng vâng, vẫn còn rất là mới luôn nhé. À, bên này cũng thế này, phím bấm mới, vô lăng mới luôn. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. 2 chìa khóa theo xe, xe rất là đẹp. Hả? Con này 2.0.